Thế là tính tổng cái thời gian mà mình quen nhau cho đến bây giờ là bao nhiêu năm anh? À, 6 năm, trong vòng 6 năm thôi. Thế là bé nhà mình là mấy tuổi rồi? Bé chuẩn bị 6 tuổi. Bé chuẩn bị 6 tuổi. Bé thứ hai là khoảng 5 tuổi. À, tức là hai bạn rất là gần nhau. Gần nhau. Ừ. Cho nên thực ra cái gọi là cái ám ảnh về cân nặng hoặc là về hình dáng của Phượng lúc đó, nó cũng gọi là sao ta, nó cũng khó để có thể thay đổi, bởi vì sinh con liền kề. Việc lấy lại vóc dáng cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà lúc đó anh có quan sát thấy đấy là một điều căng thẳng đối với Phượng không? Không, cả mình và Phượng đều cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì cái việc Phượng tăng cân thực sự nó là lỗi của mình. Vì mình chăm quá kỹ. Đúng rồi. Vì mình muốn con mình được khỏe mạnh. Dạ. Từ đầy đủ chất hơn. Chứ đúng cô đó, là một nghệ sĩ muốn lúc nào cũng vóc dáng mảnh mai. Lúc nào cũng rất là thon thả. Mà lại vận động rất là nhiều nữa. Thì là chắc chắn là nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Nó sẽ không đủ chất cho em bé. Nên là mình muốn là con cũng như là mẹ đều được khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Thì là mình tầm bổ. Nhưng mà cái thời điểm tầm bổ thì nó lại chưa có mập ngay. Đúng rồi. Đến khi có bầu xong bầu nó lớn bắt đây đầu gọi nó là mới dư chất á. Nó mới tăng lên. Gọi là tồn dư chất. Nhưng mà cái giờ gọi là nếu như mà điều đó với anh nó rất là thoải mái, thế thì tại sao Phượng lại có những cái căng thẳng như vậy? À, cái áp lực nó đến, phải khách quan nhìn nhận nó đến từ chuyên môn công việc cũng như là các thành viên trong cơ quan cô làm việc. Đúng rồi. Cô ấy là một cái nghệ sĩ múa cũng được nhiều ưu ái, cũng được nhiều sự quan tâm. Tại vì cũng gọi là cũng cao nhất rồi, cũng tự hào là mình cũng đến, gọi là xinh tươi nhất của cái đoàn múa của nhà hát Bung Sen thời điểm đấy. Thì là cô ấy cũng bị mọi người nói ra nói vào là tại sao mà mập thế? Mập thế này làm sao mà đi diễn được, làm sao mà đi nước ngoài được? Cái trách nhiệm công việc, thực ra nghề nào nó cũng sẽ có một cái nghiệp tương ứng, thì đó là cái gọi là cái đánh đổi mà một nghệ sĩ múa phải chấp nhận. Đúng rồi. Lúc đấy mọi người nói rất là nhiều luôn. Xong em thì vào là thôi có gia đình rồi, mình cứ tập trung cho chăm con, chăm con khỏe rồi là chăm sóc gia đình là được. Nhưng một thời gian mọi từ bạn bè mọi người xung quanh cứ nói là trời ơi sao anh Tuấn anh đi nước ngoài nhiều như vậy, anh đi nhiều như vậy rồi lỡ qua bên đấy anh quen người khác thì sao, em phải chăm sóc bản thân mình lên chứ, sao ngày xưa em đẹp như vậy mà bây giờ em để cho cơ thể của em vừa to vừa xấu rồi là không chăm chút gì, từ ăn mặc mọi thứ xưa xoa. Thì lúc đầu mọi người nói thì em cũng không để ý lắm, nhưng mà sau nhiều người nói thì em mới bắt đầu em suy nghĩ, mình về quan sát xem chồng có thay đổi không. Sau em suy nghĩ lại là thay vì mình gây áp lực cho chồng, hay là mình khắt khe, hay là mình tìm hiểu để xem chồng có phản bội mình hay không, thì lúc đấy em nghĩ lại là sao mình phải làm như vậy nhỉ, vừa mất thời gian vừa gây áp lực cho chồng. Tại vì chồng cũng bỏ thời gian ra đi làm để kiếm tiền để lo cho vợ cho con. Thì em nghĩ là bây giờ mình thay đổi đi. Trước tiên là mình hãy thay đổi chính bản thân của mình. Mình làm đẹp cho mình. Thì em nghĩ một cái câu nói mà em luôn luôn tâm đắc là phụ nữ trước khi chưa có chồng ấy, đẹp thì là bình thường thôi. Nhưng mà khi có chồng, có con rồi mà xinh đẹp và là hạnh phúc trong gia đình nữa, thì không khác gì mà bông hoa rực rỡ giữa ánh nắng mặt trời cả. Thì em nghĩ như vậy thì em thay đổi bản thân mình.